Nina Gervi. Mời mọi người cùng xem Nina. Lâu lắm rồi mới có video của Nina. Nina là cùng đàn với Nano, hiện tại bây giờ là 18 tháng. Nina thì từ bé là rất là gần chủ. Thành ra là khi mà quay video Nina có một mình thôi là Nina bám chủ như Sam. Đó, mọi người nhìn và các con chó nó rất là vui vẻ. Nina là con của Bruno, một con cái có cái khung rất là to, người thì cao dài. Nina thì có một cái khuôn mặt rất là đẹp, cái chất lông thì là tuyệt vời luôn, màu mảng cũng vậy. Nhưng nó có một cái điều là một cái lần đầu tiên mà mình nuôi một cái con chó có cái khung cao và dài và nó rất hiếu động là mình mắc một cái lỗi là mình để cho chúng nó nô chơi với nhau quá nhiều. Thường thường ấy là những cái con chó mà nó cái khung của nó rất là to, cao và dài thì cái sức tì lên khớp của nó rất là lớn đó. Và khi mà mình cho nó nô với những cái con ở trong đàn rất là nhiều thì cái con chó nó sẽ có cái xu hướng nó sẽ chụm hạ thấp cái chân xuống, để làm gì, để cái khớp nó đỡ bị chịu lực khi mà nó di chuyển nó chạy đó. Là bởi vì có một thời gian mình để Nina sang bên trại đó, thế mà mất khoảng 2 tuần thôi quay lại thì nhìn cái chân của Nina nó đã cái chân sau nó rúm vào nhau rồi, và nó tạo thành một cái thói quen cho con chó khi nó di chuyển. Khi mà Nina đứng ấy thì Nina đứng thẳng chân, đứng chân vuông cái chân sau ấy, còn khi mà di chuyển ấy thì nó cứ có một cái xu hướng là nó hơi hạ thấp cái mông nó xuống đó. Nina ấy thì sẽ là một cái con giống, một con cái mà mình rất là trông đợi cái đời con của Nina. Cái chất lông của Nina rất là tuyệt vời, và đặc biệt là cái đặc điểm dễ thấy nhất của những cái con chó mà cái nguồn gen của trại nhà mình thì mọi người có thể cảm nhận được là con chó nó rất là vui vẻ, nó rất là thích hoạt động và nó cực kỳ yêu chủ, nó để ý chủ. Có thể là như mình vẫn nói ở trong rất nhiều video là gì, giữa việc là có đồ chơi và việc chơi với chủ thì con chó nó sẽ lựa chọn chơi với chủ. Chủ bận hoặc là chủ dùng đồ chơi để chơi với nó thì nó mới chơi đồ chơi thôi, chứ còn nếu không ấy, là nó thích chơi với chủ hơn đó. Mọi người có xem video mọi người có thể cảm nhận được cái con chó đấy. Cái video này rất là dài, nhưng mà bởi vì mình quay bị lỗi, lần đầu tiên mình quay bằng cái camera, cái máy quay phim, mình quay bị lỗi, không nhận tiếng, thành ra là mình cắt bớt đi. Chứ cái video mình quay Nina là mình quay cái video 30 phút cơ. Nói chuyện rất là nhiều, nhưng mà vì là nó lỗi tiếng thành ra là cắt bớt đi. Thì với Nina ấy, là cái cơ thể của Nina thì cũng rất là ok, cùng đàn với Nano. Nhưng nó có một cái đấy là cái lỗi của mình. Trong cái quá trình lớn lên là mình để cho nó nô nhiều quá. Lẽ ra với những cái con mà cái khung nó cao và dài như Nina thì nó nên được nuôi một mình. Nuôi một mình thì cái sự vận động của nó theo kiểu là nó không chạy nô, nó không chạy cố đó. Thì mình có thể hiểu được là người ta ở bên châu Âu, ở cái trại của Bruno, người ta nuôi con Bruno nó nhiều công như thế nào. Và con Bruno là một con cao dài, cái cơ thể của nó rất là cao và dài. Thì với những con chó như thế thì cái sự vận động ở trong cái giai đoạn mà con chó nó lớn lên ấy là phải giữ không cho nó vận động quá mạnh. Thì đấy chính là cũng là một cái lý do mà mình không muốn hướng đến những cái con chó nó quá cao dài, những cái con chó mà nó quá to, mình không có hướng đến những cái con chó nó quá to. Là chính là vì như vậy, là vì trong cái quá trình nuôi ấy, nó sẽ rất là kỳ công. Từ trước đến giờ ấy, thì trại nhà mình là đều là nuôi những cái con chó mà cái khung của nó là cái khung theo cái kiểu như là Marvin Loki ấy, thì nó đơn giản lắm, hay là Siro. Là gì? Mình nuôi thậm chí là mình nuôi 100% ở nền đá hoa như Siro chẳng hạn. Và con chó cái khung của nó vẫn là cực kỳ tốt, bởi vì con chó nó không quá to đó. Với những con chó mà nó quá to thì nuôi nó sẽ
nhiều công hơn. Và dù như chúng ta nuôi nó như thế nào đi chăng nữa thì cái khung của con chó mà nó bị quá cỡ ấy, thì nó cũng không thể nào nó chắc như là khung của con chó ở trong cỡ được. Một cái giống chó tại sao nó có những cái tiêu chuẩn về cái chiều cao, về cái cân nặng, là ở cái tiêu chuẩn đấy là cái tiêu chuẩn chuẩn mực của cái giống chó đấy, để cho nó có cái khung gọng chắc khỏe, cái khung gọng tốt nhất, cái vận động tốt nhất cho con chó. Chúng ta nuôi những cái giống chó to này thì chúng ta cũng rất nhiều người là sẽ thích cái con chó to, cái đấy là cái điều dễ hiểu thôi. Nhất là những người mà thích nuôi chó đực thì sẽ thích con chó của mình thật là to, thật là ngầu. Nhưng đó, khi mọi người mà lựa chọn những cái con chó to khoảng tầm 57 cân trở lên thì nó sẽ, mọi người sẽ phải xác định một cái vấn đề là trong cái quá trình nuôi ấy, là chúng ta sẽ phải mất nhiều công hơn nhiều. Và khi con chó nó trưởng thành lên ấy, thì nó sẽ không kiểu gì mà nó, cái người nó sẽ chắc và nó vận động thoăn thoắt như là những con mà cái trong cái khoảng cân từ 50 cho đến khoảng tầm 55, 56, 57 cân được. Đó, 57 cân đã là to rồi. Còn bình thường ấy, để vận động tốt nhất thì nó là những cái con chó mà nó trong khoảng từ 48, với con chó đực từ 48 cân cho đến khoảng tầm 54, 55 cân thôi, là những cái con chó đấy là những con chó vận động tốt nhất. Còn mình không nói là những con ở cái cân nặng đấy là vận động tốt nhá, mà nó còn liên quan đến cái di truyền về cái khung xương nữa, chứ nó không phải là cứ cái con ở cái cân nặng đấy là vận động tốt đâu. Đầy con nó chỉ có ba mấy bốn mấy cân nhưng mà đi người nó dẹo như là gì đó, nó không có chắc. Như mình đang nói là với một cái trong giả sử trong một đàn chó này, như cái đàn chó của Nina này là dễ thấy nhất này. Trong cái đàn chó này thì có Nina, có hai con cái là Nina và con Nancy. Thì con Nancy nó ở cái cỡ khung cân nặng nó nhỏ hơn con Nina này. Con Nina này khung cân nặng từ bé là đã biết nó là sẽ là một con khung to. Trưởng thành nó sẽ rơi vào khoảng tầm 47, có thể 47, 48, 49 cân. Bây giờ nó bốn mấy cân rồi đó, chưa đẻ. Thì có Nina và Nancy, thì con Nancy ngược lại, thì con Nancy nó là cái con mà nó ở cái cỡ khung như Siro, khoảng khi nó trưởng thành nó khoảng tầm 40, 41, 42 cân. Thì con Nancy nó là cái khung của nó là cực kỳ khỏe và nó vận động, có thể nói là vận động không biết mệt. Và cái khung của nó cực kỳ chắc khỏe, kiểu như là Loki với Marvin ạ. Nhưng mà ngược lại thì Nina là cái con cái cùng đàn, nhưng mà lại theo cái kiểu là cái khung gọng nó giống con bố nhiều, nó rất là to, cao dài to. Thì cái sự vận động của nó để mà nuôi được cho con chó nó vận động được tốt thì nó kỳ công. Và để mà cái khung chắc khỏe thì như là cái con Nancy thì không thể bao giờ có cái khung chắc khỏe như là con Nancy cùng đàn được, bởi vì nó ở hai cái cỡ cân nặng khác nhau đó. Thì khi mà mọi người thích cái giống chó này thì mình khuyên mọi người là nếu mà chúng ta chưa có kinh nghiệm, chúng ta nên chọn những cái con chó ở cái cỡ khung chuẩn của cái giống chó, chứ chúng ta đừng tham những con chó to. Cái tiêu chuẩn của nó sinh ra nó luôn có cái giá trị của nó. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé.